Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với chi... à, xin chào tất cả. Xin cái góc nào nó đẹp. Xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Giao Du. Gọi là tôi bánh dở cỡ nào thì anh em mới gọi là anh em có nên xem hay không. Đấy, anh em xem tôi bánh dở rồi, anh em xem cái cấu hình máy tôi làm gì nữa đúng không? Hôm nay tôi show cái cấu hình máy đảo thế kỷ. À, cái này là đảo mới đúng không? Được rồi, đi thôi, ta sẽ lượm một cái súng nào đó và bắn hết tụi bay. Có ai đâu mà bắn, trời ơi, đúng là diễn viên hài. Thật ra tôi lên là 90fps á, nhưng mà lên 90fps cảm giác nó lại bị giật giật. 60fps tuy nó chỉ là 60 nhưng mà nó lại không có hiện tượng giật, tôi lại cảm giác nó mượt hơn. Hiểu không? À, tôi nói dễ hiểu mà, người điếc nghe cũng hiểu. Nhưng mà không có cái ba lô về lại cái gì. Ê, hình như nó giật nha. Tuy nó chỉ là 60 nhưng mà nó lại không có hiện tượng giật, tôi lại cảm giác nó mượt hơn. Nãy tôi nói gì là tôi nói lại nha. Con boss lòi ra đây. Đấy, mọi người có thể thấy tôi bắn dở lắm, tôi toàn đi bắn boss không à. Tại vì không có người. Không biết đi tiêu diệt bao nhiêu người rồi, tôi vào đây bắn boss. Ok, let's go. Sony Tuấn, người mọi người ơi. Boss này Tony Tuấn, tôi giết một người đang chạy nhéo đây. Đây, nó KS rồi. Hai người. Ui trời ơi. Đây tôi sẽ show cái cấu hình máy của tôi. Win 11 card Intel Core i7 8700 32HZ GHZ gì đó, thanh RAM 8GB và hai card đồ họa, một card là AMD Randell R7 430 in và một cái là Intel Graphics 630. Tổng cộng của cái này là hết 24 triệu 5 2018 hả? Hình như tôi bị lừa hả? Ok, giờ sâu lại cấu hình máy thì CPU và RAM là một con i7-8700 với một cái thanh RAM 8GB và 12 CPU, 12 cái lõi gì đó. Thẻ card đồ họa, một là AMD Randell R7 430, cái hai là Graphics 630, mấy cái này quá đơn giản. Windows 11 và màn hình của tôi không chỉ có 60Hz thôi, một cái màn hình khá cùi ha.